Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau show nick của bạn Vertha Mauro. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ở bạn này thì đâu nhỉ, để mình nhớ lại xem nào. Bạn này thì lên tàu được 1818 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 18 tháng 6 năm 2018, 1818 ngày, chơi game được rất là lâu, thậm chí là còn chơi nhiều hơn cả mình luôn. Bạn này thì đã chơi từ năm 2018 rồi, và có nạp hay không nhỉ? Và nick của bạn này thì có nạp 45.775 follow, 45.000, 45 chia 3 là nhiều, 45 chia 3 bằng 15 củ rồi. Vậy là bạn này có một cái nick phải gọi là vô cùng là tâm huyết lắm. 15 triệu và chơi game được 1.800 ngày là bao nhiêu năm? 1.818 ngày chia cho 365 là bạn này chơi game được, uầy, gần 5 năm trời. 5 năm mà đấy, đấy là 5 năm chơi liên tục nhá, không bỏ một ngày nào luôn nhá. 5 năm trời. Ui, từ 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ôi trời ơi, chơi rất là lâu luôn. Bạn này hình như là bạn ấy không còn chơi game nữa. Bạn ấy bỏ game rồi đây này, mọi người thấy không? Vẫn còn quà trở về, rồi thì nhiệm vụ trở về, các thứ bla bla. Không chơi nữa, cho nên là bạn ấy đưa nick cho mình để mình kiểu như là show để làm kỷ niệm. Cũng rất là buồn khi mà một thanh niên không chơi game và không còn gắn bó với game nữa, mặc dù là đã chơi được 5 năm rồi. Chắc là vì một vài vấn đề gì đấy, nhưng mà thôi thì cũng thông cảm. Để xem là còn bây giờ thì chúng ta cứ hoan hỉ xem là một cái nick mà bạn ấy rất là tâm huyết 1.800 ngày và có nạp vào đây 15 triệu thì đã có những cái gì. Đó. Và đúng rồi, đây ở đây thì iChan có một cái thanh thông báo là chưa mua trải nghiệm trước này. Đó, bạn nào mà thích đăng ký beta để có thể trải nghiệm beta phiên bản 7.4 thì có thể là đăng ký vào đây nhá. Đấy, và tiện thể thì ở phiên bản 7.4 thì chúng ta cũng chuẩn bị là được free nhân vật hơi chụp origin, sẽ cho mọi người hoàn thành một vài những cái sự kiện hay là cốt truyện hay là bla bla gì đấy mình cũng không nhớ chính xác là cái gì lắm, nhưng mà nói chung là mọi người sẽ làm đơn giản thôi thì các bạn sẽ được nhận free nhân vật hơi chụp origin. Đấy là một mảnh ghép không thể nào thiếu được của team chiêu hơi chờ chiêu, mà rất là ba người mà thiếu một người thì lại thành cái gì hai là cái gì, một người mono không, mono là một đi à, đúng rồi, default for pentaoxide default for pentaoxide tức là P2O5 mọi người đó, mình vẫn nhớ. Xong rồi mono này, đi này, chio này, xong rồi tetra với lại cái gì gì năm bốn năm là cái gì sáu bảy còn nữa cơ, nhưng mà không nhớ, chỉ nhớ mỗi cái default for pentaoxide rồi, nhớ vãi trưởng cái tên nó dài vãi. Xong rồi có cả cái gì, à phốt pho là phi kim, ở phi kim nên mới đọc kiểu thế, còn hợp kim à còn kim loại thì mình không đọc kiểu thế, chỉ có phi kim thì mình có mới có cái tiền tố như có mono lại đi lại tetra các thứ thôi. Trời, thấy chưa, mặc dù là mình bây giờ là đang học lớp mười mấy 17 rồi bình thường là mọi người học lớp 13, 12 là hết rồi, nhưng mình đang học lớp 17 rồi, anh à, xin lỗi, mười mấy mười mười sáu ok, mới học cái lớp 16 rồi, năm sau mới là lớp 17, nhưng mà vẫn nhớ mấy cái đấy. Sợ sợ các bạn không biết gì đâu, trước kia Ren Honkai từng là học sinh giỏi hóa đấy, đừng có đùa. Mặc dù là lên trên mạng nói chuyện hơi bị vô tri, nhưng mà ngoài ngoài đời là cũng không vô tri lắm nha. Gì, ừ đúng rồi, được free hơi cho Origin đấy, nhưng mà thôi thì ai chưa có thì cứ lấy về chơi, chứ thật sự là bây giờ mình có rồi thì mình cũng cảm thấy là nó vô dụng vậy, đúng thật luôn. Bây giờ chúng ta có team gọi là team gì, team Chio 2.0, bây giờ chúng ta có cái team vô cùng mạnh thì nó cho free mấy nhân vật cũ đúng kiểu nhân vật nào mà được cho free thì chứng tỏ nhân vật đấy đã out meta rồi nha, game nó là như vậy đấy, các bạn cứ yên tâm lấy nhân vật free về kiểu gì cũng không chơi được đâu nhé. Ok, còn quay trở lại với nick của Mauro, rất là nhiều thẻ dùng thử. Ủa tại sao cái nick của mình không bao giờ có mấy cái thẻ dùng thử nữa nào? Ô chết rồi, tôi bấm vào kích hoạt rồi. Vậy là như là bạn ấy có trong kho ấy, là có mấy cái thẻ test. Ừ nhở, sao mình chả bao giờ có mấy cái thẻ test này nhở, mà nick của bạn này lại nhiều thế. Đây này, hai cái thẻ của hơi chưa xin tiền luôn. Ở đây thì bạn ấy chỉ còn thiếu đúng bốn nhân vật. Ủa, Quaria lấy free ai cũng có mà. Vậy thanh niên này không có chơi, không muốn trải nghiệm cốt truyện nên là không có lấy được nhân vật Quaria. Bây giờ người ta có toàn Coradia 2S thôi, bởi vì bây giờ ở phiên bản 2.2.0 ấy
là gần như là nhân vật nào cũng có thể kết hợp được với lại Coralie, một nhân vật support gọi là đa nguyên tố lừa điện băng vật lý luôn, để nó có một cái gọi là nghi thức vô tồn đấy, với lại bảo hộ bởi ngôi sao hướng hạ và có cả cộng hưởng dưới vực luôn. Nói chung là nhân vật này ấy, nó có thể kết hợp được với đêm mà người ta nghi thức vô tồn, có thể kết hợp được với tất cả các vòng sao luôn, kể cả kể cả Xenadia, kể cả Thelema hay là những nhân vật vòng sao sau này thì tất cả đều có thể kết hợp được với Coralie, mà nó lại còn cho free luôn. Tính ra lúc đầu nghĩ là hiểu cái con cho free này thì chơi được cái gì, nó đã cho free thì nó sẽ rất là đẻo, nhưng mà không, tính ra là cũng được, cũng ai chan cũng gọi là có tí tình người. The Grim Graver, Xenadia với lại Vinvi là bà đấy chừa cua. Ok, để xem nào. Rất nhiều. Đâu để chúng ta sẽ sâu theo Valkyra hay là theo team. Sâu theo team đi để bạn này xem là trước đây bạn ấy gồng gánh như nào. Đầu tiên thì sẽ là team vật lý. TA Prometheus thì bạn ấy đã có cày lên mức rank SSS, tấn công 1206, Panora Box và full set Doctor May. Wow. Đúng rồi, nhân vật này thì chỉ có đúng một bộ skin thôi, nhưng bộ này cũng có thay đổi hiệu ứng chứ nhỉ. Cú đấm ngọt ngào phát nổ vừa độ. Vãi ở quả tên rồi. Ai chan chưa bao giờ là mình thất vọng mỗi lần đặt tên cho nhân vật lẫn skin. Cái gì? Đồng phục tiểu đội trưởng lưỡi đao bất diệt. Ê, cái bộ này còn đỡ nhé. Đội gấu nhỏ xuất phát. Nó vô chi vãi đội trưởng. Ở đây thì Susanna bạn ấy không có chấn và cũng không có cái gì hết, cũng chẳng có gear luôn, nhưng mà đã có cày lên SS. CE bạn ấy không có nuôi, mặc dù là đã 2S rồi, à mặc dù là đã 3S nhưng mà không có Rondo. SE cây chấn level 65 và full set gear, có bộ skin nha. Đây là bộ mùa hè như tranh. E tính ra là bây giờ gửi sale nhỏ vẫn còn dùng nữa nha mọi người. Mặc dù đây là một nhân vật, ui đây là nhân vật anh kiệt, một trong 13 anh kiệt mà vẫn còn dùng đến thời điểm bây giờ. Wow. Alicia vì gì là bây giờ chả ai dùng nó rồi. Một số nhân vật anh kiệt thì cũng bây giờ cũng ao với ta hết chả ai dùng, nhưng mà có một số nhân vật điển hình như là SE thì vẫn dùng rất là ok. Chúng ta kết hợp với lại TA với lại Sele hơi chiều Rebirth tạo thành một team vật lý vô cùng là tuyệt vời. Ông mặt trời. Đây là bạn ấy có bộ skin hơi chiều of Corruption. Trong cái đợt cốt truyện, nếu như mọi người trải nghiệm thì mọi người có thể lấy được cái bộ trang phục này, nhưng mình cũng không hiểu vì sao là đích của mình, mặc dù là cốt truyện mình vẫn đi đều đều và mình lại không có lấy được cái bộ trang phục này. Hỏi chấm không hiểu luôn. Bộ này đẹp vãi, có tên là kiểu tiểu thư F5M BKEASSS, có bộ skin rừng phỉ thúy. Đây là bộ rừng phỉ thúy với lại thợ săn gió, rất là đẹp. Tính ra mình thấy Duranda bộ nào cũng đẹp, giáp nào của Duranda cũng đẹp luôn. Đây này, bộ này mới là cái bộ siêu đẹp luôn. Mê vãi, mọi người nhìn này. Trả bù cho mấy cái bộ bây giờ. Tôi cần Honkai phiên bản phần 1, tôi không cần Honkai phần 2. Honkai phần 2 nó rất là đàn luôn. Honkai phần 1 nó là is the best. Cái gì? Trong đêm đen vĩnh hằng. Ok, hơi chụp Rebirth thì bạn này đã có cày lên mức rank S0 2 trên 25 mảnh cây chấn và full set gear. Đấy cũng có Sele hơi chụp Rebirth. Có PA full gear, có BKA full gear, full gear, full gear, full gear. Đấy cũng khá khá nhỉ. Đây là hơi chụp xin tiền. Ok, có một cái set vết hành cũ thôi. Takanini, con dán. Luna hàng Lazada. Đây chúng ta có một bộ skin của Teresa. Ui rồi, nói đến Teresa mình nhớ trước kia nó nhá hàng hơi bị nhiều mấy bộ skin của Teresa đấy. Teresa dạng sụp đỏ này, Teresa cái bộ màu xanh xanh trong cốt truyện nữa. Xong đến bây giờ mất tăm mất tích luôn, mất hút luôn, không thấy đâu luôn. Ủa để làm gì? Thật vô nghĩa. Ô mọi người nhìn cái đuôi váy của Teresa này. Ôi đẹp nhở? Đẹp thật đấy. Giờ mình mới để ý luôn. Trời xinh quá, giáo chủ Teri. Teri, Teri. Trời ơi. Giáo chủ trong lòng tôi. Ê, lâu lâu vào kiểu ngắm mấy cái bộ skin này cũng được nhở. Xinh vậy. Nhìn cái chuông này.
Oh my god, so cute. Teresa nhé, đây chúng ta có váy cưới của Luna này. Thì Todd Caron, Jean và Thánh 11, Tom Biết, Utah và Bob Isaac Newton này. Paladin cũng một thời, Hecate với lại Phương Jack Kafka và bạn này đã có vé lên 3S. Chắc là Lõi Tăng Cường cũng đấy, Lõi Tăng Cường là Lõi Tăng Cường 6 sao. Bom Anh Đào cũng Lõi Tăng Cường 6 sao, Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Đây là cũng là một nhân vật có rất là nhiều skin. Chúng ta có bộ Sunshine, chúng ta có bộ Violet, mấy bộ gì gọi là cái gì Lõi Tăng Cường. Đúng rồi, chị Emmaline, Đặc Công Blueberry, SSS, Snowy Sniper này, Yamabuki Amon, Chariot này, Jay Sakura này, Black Stride này, Shadow Dam này, Crimson này, thuộc một cái land đồ Ranger. Khúc Hát Đêm Đen Ranger có skin nhá. Những thanh niên để chơi lâu là hay có kiểu mấy bộ skin thì là con skin collab đợt Asuka này. Không hai Diva của thế giới Honkai, Impact Diva luôn. Mấy cái bộ của Ranger rất là đẹp nhé, trông độc đấy. Bộ này mà cầm cho ủa nhưng mà bây giờ Kiana làm gì có bộ nào ổn đâu nhỉ? Có mấy bộ của Hơi Trưởng Phan Lý Chi, nhưng mà bộ Hơi Trưởng Phan Lý Chi thì làm sao mà mặc được cái này? Hợp kim súng chi phối. Úi rồi, trời ơi, quả súng phải gọi là nên được cho vào viện bảo tàng. Quá cổ rồi, cổ còn hơn cả Pharaon luôn. Úi rồi, Ranger răng cưa. Bây giờ làm gì lấy được mấy cái này? Bây giờ mấy cái này tìm được newbie là không bao giờ có, chỉ có OB mới có thôi. Hàng đồ cổ hay hàng hiếm ấy. Gì đấy, đây là cây mất hư vô. Bạn ấy có hơi chờ After Void, bộ skin Magical Jirin. Rất nhiều nhân vật có skin nhé. Mèo dưới trăng, 15 củ của người ta mà, 15 củ đấy. Các bài này, các beat, các bài gì đấy, Azuka có luôn. Hay chưa ta? Division Boundary. Ok, nếu như bạn ấy xếp team thì chắc là bạn ấy cũng được, bởi vì cũng có mấy nhân vật support ok rồi nè. Có bé này, có bé này, có bé này luôn. Ngoài ra thì còn một số những nhân vật khác đầy đủ, cũng đầy đủ. Tiếp theo thì sẽ là team băng. Team băng thì đầu tiên bạn ấy có Kira, có Gia luôn. Starden và full set với Thánh tiến công 1.342, Kira full đồ, Lý Tư Thường bias full đồ, Bill Vado Ferris full đồ, Hasubuni chắc chắn rồi, Hurt Prison rank 2S tiến công 1.480, End of Star the Wood và full set Willow, Kiếp Ego, Hurt Human có bộ skin 600, 6.000 à 9.600 pha lê, nhau nhau nhau, đẹp quá. Hưng Đạo Mùa Xuân này, thanh niên này có vẻ rất là nhiều skin luôn. Hơi Chiều Trước cũng có này. Ê, tính ra nick này chả thiếu gì luôn nhá. Hơi Chiều Trước cũng có Bronja Subwing nick. Tính ra cũng ít nhân vật băng. Sếp tin thì bạn ấy có bé này, có bé này, có Kira Hun Gia, Lý Thú Thường Hun Gia. Cầm thêm bé này làm, rồi bé này có đồ tập vô lâu hả? Có mắc cây chấn không? Ok, bé này 3 DPS nhưng bây giờ cũng chuẩn bị có Thelema rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với team lôi. Team lôi thì bạn ấy đã có hơi trực trước full đồ, có cả Luna full gear luôn. Ủa, vậy là bạn ấy mới mới bỏ game gần đây thôi à? Luna cũng có đồ luôn này. Tấn công 1.348. Ngon. Eden là bias full gear, Fizz full đồ, SSS này. Eden có skin nhé mọi người. Fallen Rosemary, Hơi Trượt Thunder có luôn, có bộ skin. Thân Lôi Narukami, Abonia có luôn, đây là bộ skin trong The Spending. Anniversary của Abonia, Sơ Chúa. Thỉnh tội đi các con. Mobius thì sao? Mobius cũng full đồ nhiều vãi. Ôi, bạn ấy nhiều nhưng mà full gear nhỉ? Full gear. Thấy không? Ba nhân vật sinh vật robot và dị năng bạn ấy đều có hết luôn, không ngán má nào. Vậy là chúng ta sẽ có cái team bé này, bé này, bé này, hoặc là bé này với lại bé này với lại hơi chụp chút đó, tuyệt vời luôn. Có cả hơi chụp origin này. Bây giờ mọi người đến phiên bản 7.4 là ai mà có hơi chụp origin S0 là chuẩn bị lên S2 hết rồi. Raiden Mei ok full đồ,
Để khéo bạn này full cả team chiêu hỗ trợ luôn đấy. Gì đây? Vút vút. Cái cục này là cái cục này là cục trấn phái à? Sao đã đồng điệu level 3 rồi? Ố, đây là trấn của Coraria đúng hay là đây là hàng cày được? Ủa đúng không nhỉ? Ủa mọi người, đây có phải là trấn của Coraria không? À nhầm, đây có phải trấn của... À đâu, đây mới là trấn mà. Hay là đây là... bầu trời xanh này. À, đây là vũ khí rèn được. Ui, rèn được mà bạn ấy đồng điệu lên level 3 luôn. Kinh nhỉ. Xem nào. Tăng 20% tất cả sát thương nguyên tố, tăng 12% sát thương vật lý gây ra, tăng 12% tất cả sát thương. Ủa, vậy là cái cây chấn này chả có tí support nào. Full gear. Ok. Nhân vật này thì được bảo hộ bởi ngôi sao thế giới của Senadia nha. Rank S0. Ok, nhưng mà Senadia có đâu. Buồn ghê. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với kỳ tim lửa. Tim lửa bài đã có AI 3S full đồ, có skin này, Raven này, Dientura này, full set Shakespeare, thường có tinh sạch nhân mã, rank S1. Ui, S1 luôn. Thế sao Magical Jirin mới ở S3? Chấn, full đồ. Magical Jirin không có skin. Vũ Thừa Vân SPA này, ôi có cả phu vua phe hoa luôn nha. Mid boss thiếu top, có chấn, thiếu mỗi top nữa là bản này full gear. S0, ui bản này có cả Luna, có cả phe hoa luôn, có cả hơi chụp trước. Nói chung là bản này từ nãy giờ mình chưa thấy thiếu gì luôn, thiếu mỗi Senadia. Nhưng mà chắc là cái đợt ra Senadia thì bản này bỏ game mất rồi. Phu vua Magritte này, bên bản đan tâm có skin này. Hơ chờ Final Duty 15 triệu. S1 1453. Final Duty hơ chờ Flame Shen này. Saki Fire Flame Show Phoenix Brood Rose. Về cái EA hết rồi. Coraria thì bạn ấy không có. Vậy là sau khi sang 2.0 là bạn ấy không chọn chơi game nữa. Còn gần như là những các kia là phần 1 là bạn này đều có. Và thậm chí là gear giết cũng rất là đầy đủ. Người cộng tác. Xem nào. Bạn ấy có cánh tinh vệ 4 sao, phóng đại 4 sao, phục kỳ thư 2 sao, Epatesla 2 sao, nhược thủy 3 sao, Rain 3 sao, Duanda 2 sao, Epelicia 2 sao, và cuối cùng là Kiana Kaslana 2 sao. Thiếu mỗi Bunny Project thôi. Lúc này thì ôi dồi, vẫn còn phần 2 chương 1 đây. Bây giờ chúng ta sang chương 2 hết rồi. Bạn này thì vẫn đang ở chương 1. Chắc là không có đánh đúng không? 95% không đánh và đang ở vực vực cấm kỵ. À đâu, vực nguyên tội. Không có chơi bài nữa rồi, bỏ rồi. Chán nhỉ. Ê, tính ra là 15 triệu cũng khá là tâm huyết và đầy rất là nhiều Valkyra đầy đủ luôn. Ô tay. Ok, và mọi người thân thích của bạn là này như thế nào thì comment bên dưới để cho mình và bạn ấy cùng biết. Và nếu như mọi người đã xem hết video thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể kéo xuống bên dưới nhấn like video giúp mình. Và bye bye, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.